Bệnh viện thẩm mỹ Liên Giang Hàn Quốc được thành lập từ năm 2004, trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, trở thành trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu châu Á. Tính đến nay, bệnh viện đã có 7 cơ sở tại Hàn Quốc và 2 cơ sở tại Thái Lan. Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế Liên Giang Bảo Sơn là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam. Bệnh viện quy tụ hơn 50 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp, giàu kinh nghiệm, phần lớn đều là hội viên Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế. Mỗi ngày, bệnh viện tư vấn và làm đẹp cho 1.500 khách hàng, tạo được uy tín mạnh mẽ trong cộng đồng thẩm mỹ Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Bệnh viện thẩm mỹ Liên Giang đã tạo được tiếng vang lớn với khán giả khi tham gia đồng hành cùng chương trình Change Life, Thay đổi cuộc sống mùa 3 do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Sự thành công của những gương mặt bước ra từ chương trình với một diện mạo mới, cuộc đời mới như ca sĩ Vũ Hà Trang, Kim Diệu, Kiều Trinh. Một lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ cũng như chất lượng dịch vụ của Bệnh viện thẩm mỹ Liên Giang. Với mong muốn mọi phụ nữ Việt Nam đều có thể trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình nhờ những tiến bộ y khoa hiện đại, tiếp cận công nghệ làm đẹp an toàn chuẩn Hàn. Ngày 13 tháng 2 năm 2019, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn và Bệnh viện thẩm mỹ Liên Giang Hàn Quốc đã ký hợp đồng hợp tác, thiết lập quan hệ đối tác liên danh tại Việt Nam. Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Liên Giang Bảo Sơn đã chính thức ra đời và trở thành trung tâm thẩm mỹ liên danh Việt Hàn đầu tiên tại Việt Nam. Tọa lạc tại địa chỉ 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Liên Giang Bảo Sơn sở hữu không gian sang trọng, tinh tế, hệ thống trang thiết bị cao cấp, ứng dụng công nghệ y khoa hiện đại, quy trình thực hiện chuẩn Hàn Quốc, mang đến cơ hội làm đẹp an toàn và đạt hiệu quả như mong muốn. Hoạt động như một trung tâm thẩm mỹ tại Hàn Quốc, Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Liên Giang Bảo Sơn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu làm đẹp cho chị em phụ nữ với hơn 200 danh mục thực hiện, tiêu biểu như thẩm mỹ mắt, phẫu thuật nâng sửa mũi, ngực, bụng, tiêm mỡ tự thân Lipokit 3D, siêu nâng cơ trẻ hóa da High Full Shoring, căng mịn da Channel. Đặc biệt, đội ngũ bác sĩ cấp cao tại trung tâm đều là những chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình hàng đầu Hàn Quốc, sẽ trực tiếp tư vấn thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ như giáo sư bác sĩ Choi Won-hee, số 1 về thẩm mỹ mũi tại Hàn Quốc, viện trưởng Trung tâm phẫu thuật Liên Giang Bảo Sơn Hà Nội, viện trưởng Trung tâm phẫu thuật mũi Bệnh viện thẩm mỹ Liên Giang, giáo sư điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Đại học Korea, hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế, bác sĩ phẫu thuật trong chương trình Change Life, Thay đổi cuộc sống, giáo sư bác sĩ Park Do-chun, chuyên gia hàng đầu về nâng ngực tại Hàn Quốc, viện trưởng Trung tâm phẫu thuật ngực, Trung tâm hút mỡ Bệnh viện thẩm mỹ Liên Giang, tiến sĩ y khoa tại Đại học Korea, giáo sư điều trị ngoại trú khoa phẫu thuật thẩm mỹ Đại học Korea, hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế, Hiệp hội nghiên cứu phẫu thuật mắt, mũi, ngực Daehan, bác sĩ phẫu thuật trong chương trình Change Life, Thay đổi cuộc sống, giáo sư bác sĩ Cho Jae-hwan, chuyên khoa thẩm mỹ nội khoa, viện trưởng Liên Giang chi nhánh Hongdae, tốt nghiệp Đại học Y khoa, trường Đại học Korea, bác sĩ chuyên môn tại Trung tâm Y tế Đại học Korea, giáo sư điều trị ngoại trú tại Đại học Y khoa Đại học Korea, hội viên Hiệp hội phẫu thuật làm đẹp Hàn Quốc. Bằng kinh nghiệm và sự thấu hiểu sâu sắc nét đặc trưng và vẻ đẹp của phụ nữ Á Đông, Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Liên Giang Bảo Sơn sẽ tiếp tục sứ mệnh mang lại vẻ đẹp hoàn hảo, tôn vinh nhan sắc Việt, trở thành trung tâm thẩm mỹ chuẩn Hàn hàng đầu tại Việt Nam và là địa chỉ làm đẹp uy tín, tin cậy của phái đẹp Việt. Hãy đến Liên Giang Bảo Sơn cùng trải nghiệm dịch vụ thẩm mỹ nguyên bản Hàn Quốc, công nghệ Hàn Quốc, bác sĩ Hàn Quốc với vô vàn chương trình ưu đãi hấp dẫn về giá và nhiều quà tặng hấp dẫn. Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Liên Giang Bảo Sơn, 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Tổng đài 1900 1716, hotline 0911 444 666.